Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách luộc rong ruốc nhé. Giòn, ngọt, xanh, mát các bạn nhé. Để làm rong ruốc luộc này thì các bạn, đây là rong ruốc các bạn có thể mua nhé, hoặc rong ruốc mình tự trồng thì nó sẽ không được đều nhé. Đó thì cái to cái bé thì các bạn ngắt cho mình thành những đoạn như thế này các bạn nhé. Và sau đó mình sẽ ngâm luôn trong nước để cho nó sạch các bạn nhé. Thì các bạn, khi các bạn thả nhặt rong muống xong thì các bạn cho luôn vào trong chậu nước cho mình nhé, để cái rong muống của mình ấy, khi nó có đất có cát ấy, nó sẽ tả đi các bạn nhé, nó sẽ làm cho sạch. Thì chúng ta mua rong muống họ thường hay rửa trước rồi, nhưng đây là rong muống của nhà mình nên là mình nhặt sạch sẽ, sau đó mình sẽ ngâm trong nước. Các bạn mà ngâm trong nước muối loãng thì càng tốt các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi chúng ta nhặt rau nhé thì thành những đoạn như này các bạn ạ. Và mình đã rửa sạch rau cho nó hết cái đất cát và những cái bẩn đây. Thì bây giờ các bạn để ráo nước cho mình rồi nhé. Rồi sau đó mình sẽ cho lên một nồi nước thật sôi các bạn ạ. Bây giờ mình đang đun một nồi nước sôi để mình cho rau vào. Đây các bạn, mình đang đun một nồi nước để cho nó sôi các bạn nhé. Và để cho rau của mình xanh giòn, các bạn cho mình vài hạt muối vào. Các bạn hòa tan để cho cái muối này nó tan vào trong nước các bạn nhé. Để cho rau xanh thì các bạn cho nước của mình thật sôi, thì sau đó mình mới cho rau vào các bạn ạ. Như kiểu đun già nước ấy các bạn ạ, chứ không phải vừa sôi cái là hoặc lăn tăn là các bạn cho rau muống vào thì nó sẽ không được xanh nhé và không có độ giòn. Đây các bạn, bây giờ các bạn cho rau muống vào nhé. Các bạn cho rau vào thì các bạn phải dìm nó xuống nước luôn nhé các bạn nhé, thì nó sẽ không bị hở, nếu mà hở là nó sẽ bị thâm các bạn nhé. Mình lại cho thêm nước vào. Nếu luộc rau mà ít nước quá các bạn ạ thì cũng gây cho rau thâm và không ngon các bạn nhé, nên các bạn cho khá nước cho mình. Đây là khoảng một mớ rau nữa các bạn ạ, và các bạn đun với lửa to các bạn nhé. Luộc rau hoặc xào rau thì các bạn nên cho lửa to, chỉ cần vài phút thôi là các bạn sẽ có một đĩa rau muống luộc xanh giòn và nước của mình lại ngọt và mát các bạn nhé. Các bạn có thể chuẩn bị một âu nước đá và với vài lát chanh ấy. Chỉ cần rau muống của chúng ta sôi lên nữa là được như các bạn, khi chúng ta đã lật lên như thế này. Bây giờ mình thử xem rau muống được chưa các bạn nhé. Gần được rồi các bạn ạ. Đóng lắm. Rồi bây giờ được rồi thì các bạn tắt bếp cho mình nhé. Và mình sẽ vớt ra ống nước đá lạnh luôn các bạn ạ. Để nó giữ cho rau của mình xanh và giòn. Khi nào các bạn ngâm trong nước đá này, khi nào mà hết đá, nó tan hết hết độ lạnh của đá thì các bạn vớt ra đĩa cho mình nhé.
ngâm trong nước đá cho mình. Khi nào mà hết cái độ lạnh của đá cái là hết, nó còn không còn độ nóng nữa, thì là chúng ta vớt ra cái rổ là cũng được. Đây các bạn, khi rau muống của chúng ta nhé, đá gần hết và nước của ta là nó hết độ lạnh rồi, thì các bạn là vớt rau muống ra cái rổ cho mình nhé, để cho nó róc nước. Sau đó thì mình sẽ cho vào đĩa các bạn ạ. Bỏ cái nước này đi để cho nó róc một chút, sau đó các bạn cho vào đĩa cho mình nhé. Và cái bát thì mình đã chuẩn bị một cái bát để mình cho nước luộc ra các bạn nhé. Với phần nước luộc này thì các bạn có thể vắt với chanh để mình ăn với chanh các bạn nhé, để cho nó chua ngon và nước của chúng ta lúc nào cũng giữ được độ xanh các bạn nhé. Các bạn cho mình 1/2 quả chanh vào, các bạn bỏ hạt đi cho mình nhé. Để các bạn, khi chúng ta quấy đều lên, nước của chúng ta rất trong và xanh ngon, để có độ chua chua của chanh. Và bây giờ mình cho ra đĩa là các bạn có thể thưởng thức món rau muống luộc này thôi. Với cơm, rau muống luộc chấm với mắm ớt. Khi rau muống chúng ta để nó róc nước các bạn nhé, thì mình cho ra đĩa nó sẽ xanh và không còn ướt nữa. Với mùa hè, thời tiết nóng, khi chuyển giao mùa hè như này các bạn ạ, chúng ta chỉ cần ăn những bữa cơm mà với những loại rau nhiều ấy, nó làm cho mát cơ thể chúng ta nhé. Với những món ăn như thế này thì được nước luộc rau muống và rau như thế này các bạn chấm với mắm ớt, và mới ăn với cà hoặc với sung muối hoặc dưa muối, hoặc chúng ta có thể ăn với muối vừng cũng được các bạn ạ, là rất ngon. Nước rau của chúng ta xanh và mát giòn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn mẹo luộc rau muống giòn ngọt xanh mát nhé. Với rau muống, đĩa rau rất xanh và ngon các bạn nhé. Một bát nước luộc mát, chua mát, ngọt. Quên hết, lúc nãy mình cho 1/2 thìa hạt, thìa bột ngọt đấy các bạn ạ. Thì vào trong bát này để cho nó ấy rồi đấy, mình quên, mình không quay nước gì đấy. Và vừa có độ ngọt của rau, vừa giống ngọt của bột ngọt và vị chua của chanh các bạn nhé. Và một bát mắm tỏi ớt. Chúc các bạn ngon miệng với cách làm này nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé, với những món ăn dân dã, đơn giản mà chúng ta có những bữa cơm thanh đạm và ngon nhé. Các bạn cắt cho mình một ít tỏi vào đây, là bát mắm của mình sẽ ngon hơn rất nhiều.